con người nó sáng ra là mình sẽ mường tượng được là hóa ra là ánh sáng hồi nào tới giờ nó đi xuyên qua cái sự tối thui của mình không biết. Ít nhất mà phải có một kinh nghiệm đó rồi mới nói là chư Phật nó phóng ánh sáng được rồi mình mới nhậm chứ bây giờ không ánh sáng mình nhắm mắt mình thấy thui có ánh sáng nào vào. Thấy không? Thành ra hồi xưa đó tôi làm cái đạo trường á, đạo đầu tiên tôi cho chiếu vô Phật, là khi niệm Phật tôi cho chiếu vô Phật là thành ra chỗ Phật là chỗ tập trung để tâm mình nó có định, không có bị tán ra ngoài. Nhưng mà khi tập nhận công đức Đức Phật á, là tôi cái gì mà tượng Đức Phật là cho chiếu cho người. Tại chứ người mình thì người mình nó cảm giác mới cảm thấy nhận chiếu Phật nó rồi đi ra cái đò đi vào. Có thấy không? Thành ra hít thở cũng vậy, tôi nói là Đức Phật mà hiện thành không khí hít thở để chặt cân cho hít thở thì hít thở nó không khí nó trở thành Đức Phật. Thì hít vào nó mới cảm thấy nó vào người mình. Thấy không? Lúc đó là cái gì nó phải vào. Thấy không? Và lúc đó tôi nói hãy tưởng tượng Đức Phật thương tưởng mình nên biến thành những cái không khí công đức để cho mình hít thở vào bao nhiêu bệnh hoạn mình tiêu trừ, bao nhiêu tế bào mình được sinh trưởng một cách mạnh khỏe. Ha, hít vào đừng có tưởng là hơi thở bình thường mà hãy tưởng là công đức, hít được. Tưởng bao nhiêu công đức vào, thấy không? Rồi thở ra là do cái sự thương yêu của Đức Phật là nó đem hết tất cả những cái bệnh hoạn nghiệp chướng mình đi ra, thực sự hơi thở ra là đóng oxy cái đầu độc ra thì mình tưởng gì cho nó hợp lý. Thì tưởng một thời gian tự nhiên họ cảm nhận rất là sung sướng thì họ hơi thở như vậy thì cũng giống như hơi thở thôi. Nhưng mà đặt trên tri kiến, trên cái quan niệm nan tiệm gọi là đại bi cứu khổ bản nguyện của chư Phật giúp đỡ chúng sanh. Ha, để mình mở tâm ra mình thâu nhận cái công đức đó vào. Bởi công đức này hiện hiện trong tất cả các pháp thì cũng hiện hiện trong không biết. Thấy không? Đó, bởi hôm qua tôi nói cái gì nghe âm thanh rồi vậy. Hãy nghe âm thanh bằng cách là âm thanh là công đức. Thấy không? Chứ không phải nghe âm thanh mà sự chú ý, hãy là tưởng tượng như vậy, tiếng Nam Mô Di Đà Phật đó là cái tiếng công đức và nó đang rót vào lỗ tai mình. Ha, một cái tiếng nó rót vào là một công đức nó đang đi vào. Nghe mình nghe nhưng mình uống thuốc bổ vậy đó, thay uống thuốc bổ một cái miệng thì đây nó chui vào lỗ tai. Nghe không? Tại vì nó phải chui vào mình mới nghe. Thế cái vào là cái thâu nhàn thâu nạp. Thấy không? Thành ra mình lợi dụng hết tất cả cái đó. Ha, cái gì thay vào mình á. Ha, thì mình thâu nạp từ tiếng Nam mình cũng ráng mình giữ, tại nó ra cái Nam cũng như là được một viên thuốc, mô là một viên thuốc vậy đó, tại vì cái công đức Phật là tụ trong tiếng A Di Đà. Thấy không? Đó thì khi mình nghe như vậy mà mình là con người ít công đức, thường thường cái gì thu ra khởi từ tâm tham. Thấy không? À, nếu mà không nghĩ cái pháp đó được giải thoát được thì mình sẽ không tu, mình đang tham giải thoát mình tu. Mà nghe cái đó là nó giúp cho mình giải thoát vậy thì ai không ráng mà lắng nghe. Thấy không? Khi mà ráng mà lắng nghe như vậy tự nhiên có sự chú tâm mà thực sự không cần phải đặt để sự chú tâm. Tại ví dụ như mình nói trời ơi, cũng như mấy người mà uống rượu đó, rót một cái giọt rượu mà lọt ra ngoài không tiếc lắm. Tại vì một giọt rượu là một giọt máu rồi mà. Thành họ rất cẩn thận như làm sao vừa lúc đi mà nó không có tràn ra, cũng như mình thấy cái đó là công đức mình sẽ không nở một trong cái tiếng nào nó lọt khỏi lỗ tai mình hết trơn á. Thành mà nói nè nghe vô thấm thía vô, đang uống một giọt thuốc cam lò vô mô á, lò lò vô tự nhiên có định nằm trong đống mà không hay. Đồng thời ha, công đức Đức Phật nó theo đó vào thiệt là tại vì bản thể Đức Phật đã đem công đức mình bỏ vào tiếng A Di Đà. Thành tập nó vừa sung sướng vừa an lạc mà lại có định tâm hơn là mình đắc niệm Nam Mô Phật đang giữ coi đừng có lạc khỏi tiếng này tiếng kia mình dùng tự lực. Thấy không? Thành thử ra là khi mình nhập một cái pháp vô, muốn pháp nhập cho mình á thì phải có một, mình phải thực ra là một cái sự thực sự là một cái sự mà mình tìm cái cách để mình nhập thôi. Mỗi người có một cách ha, cái cách tôi thường tôi dùng như vậy đó. Thấy không? Rồi tôi tập thử thì cũng thấy anh lạc hạnh phúc của ta mạnh. Không? Rồi tôi hướng dẫn người khác thì họ tập dẫn được, mà dẫn được rất là lẹ. Không? Dẫn được rất là lẹ. Ừ. Thì mình nói thật hay là còn cái anh mà Nam Mô Phật mà ráng chú âm mà nghe đó, anh nói tự lực á. Tại mình phục cũng Phật quá, giờ mình đâu phải mình đang nhận công đức của Ngài mà. Không? Còn mình đây là mình ráng nỗ lực rồi mình tập định một cách mình ráng nghe. Nhưng mà ngay mình mặc dầu mình không có chú ý đến cái nghe nhưng mà vì mình ham công đức nên khi nó rót vào mình để ý đừng cho nó sót lại nó sai lại mà thành thử ra nó có sự chú tâm ha, nhưng mà không nặng sự chú tâm mà nặng vào sự lấy công đức. Thì sau này mà thành tựu cái đó thì mở máy nghe thì nó được, vẫn máy nghe vẫn được, tại vì tiếng A Di Đà Phật là bản thể là công đức. Thấy không? Thành ra miễn là có âm thanh đó mình nghe ai niệm cũng được. Thấy không? Thế là mình cứ nghe là mình sung sướng rồi. Thành ra khi mà bởi cái đó niệm Phật của tôi đó chia làm hai,
Thấy không? Tôi nói không bao giờ mà vừa niệm ra mà nghe vô hết trơn. Niệm ra nghe vô là hai tâm nó chạy một lượt, chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô, hoài mình sẽ mệt lắm. Hãy niệm ra thì niệm ra hết sức mà niệm ra, không bao giờ để tới cái nghe vô. Thấy không? Bởi tôi nói là niệm ra là niệm hướng vào Đức Phật, còn cái tâm thành kính cũng như mình đem hết cái tâm tư tha thiết mình hướng vào Đức Phật, để cho cũng như là để cho Đức duyên cảm được Đức Phật, như cái tâm lành của mình. Chú ý hết cái đó, chứ không chú ý nghe vô, chú ý nghe vô tức là một sự tự lực. Thấy không? Không, không có niệm vô, nghe vô chứ không có niệm vô. Niệm thì quên cái niệm đi mà chỉ nhớ cái nghe thôi. Thấy không? Không có niệm vô. Nghe thì nghe vô, quên hẳn cái niệm. Mình quen cái niệm rồi, không để ý nữa. Thấy không? Chỉ là ráng nghe nghe cái đó. Hai vậy đó. Tôi chia làm hai thì nó dễ định tâm hơn. Tại hai cái nhãn thức nó hoạt động là một cái loại tâm ha. Mà cái tâm mà niệm Phật nó là một loại tâm. Nếu mà tập một lúc trong một lúc có hai tâm á là mình rất là mệt. Bởi mình vừa duyên cái ra rồi mình ráng duyên một cái ngược lại nó nghe vô thì mình mệt lắm, phiền não đấy nó ra nó tách ra một cái tập hai là tập hai. Thí dụ như bên niệm Phật chánh nó là cái tha thiết, thành ra khi mình niệm ra là một cái gì trong người mình phát thiết cho người khác hiểu. Tại sao mình không đem cái tha thiết mình bỏ vô trong, thấy không? Mình cứ trình bày cái sự tha thiết mình trong cái niệm ra hướng về Đức Phật. Mình tưởng tượng Đức Phật như người cha, người gì vậy đó. Mình cũng như trình bày cái ước vọng của mình là mình muốn vãng sanh, thí dụ vậy. Thấy không? Thì mình cứ để hoài thì do cái tập trung có cái ra không thì cái tự tha thiết tự lực nó vãng sanh được. Thấy không? Còn mới tập ra vãng sanh phải ráng chú ý nghe vô, hai tâm nó đổi liền thành ra nó vãng sanh được. Thấy không? Đó. Rồi giờ mình muốn vô á thì thường thường cái vô thôi đó là vô cũng giống như uống nước vô, cái gì mà vô với ánh đèn rồi vô, hơi thở vô rồi ra gì đó. Đó thì lúc đó tôi chú ý hoàn toàn vào cái vô, tôi bỏ hẳn cái ra. Thấy không? Thì pháp lạc sanh dễ lắm. Bây giờ mà tập tử tôi dạy một đệ tử rồi, pháp lạc rất dễ sanh. À mỗi gì tập hai cái một lượt á thì nó sanh. À thực sự là cái này đó mình nói là cái kỹ thuật thôi. Thực sự cái bản thể này nó có đủ hết rồi, phải không? Nhưng mà tại vì mình vô không được, bản thể chữ Phật đã rọi qua người mình rồi, nhưng mà tại mình không nhận, thậm chí giờ mình phải dùng một kỹ thuật nào, kỹ thuật nào mà trong cái thế giới của mình, giác quan của mình đó, nó thường quan niệm như vậy, đồng nhất cái loại quan niệm của mình, thấy không? Để cho mình mường tượng đó mình dễ xâm nhập được thôi. Chứ về lại cái mình cái lối sống mình vậy, từ từ mình nhận là hình thức như vậy, thành mà dùng những phương tiện vậy để cho cái giác quan của mình nó mở ra, giống như cảm thấy nó đang làm việc hồi nào tới giờ trong thế giới thường nhật của nó, thì nó dễ nhận hơn vậy thôi. Nó gọi là cái gọi thành trở thành là phương tiện hình xảo, thấy không? Vậy thôi. Khiến cho một hạt bụi mà phổ biến khắp cả khắp giới. Vì cái sự và lý không phải khác nhau nên mà sự thì trùm khắp. Một cái hạt bụi thôi nó vẫn trùm khắp hết pháp giới. Một hạt bụi nó sẽ chứa hết pháp giới. Đồng thời pháp giới nó cũng trùm khắp hết tất cả những cái khác nên nó cũng chứa hạt bụi. Thành ra khi mình gì ngừng nghĩ khởi tưởng Phật thì chư Phật cũng có ấn tượng của mình vô hết trong đó. Cái này thì mình nói rồi, cái này mình nói bữa hổm rồi, mình đang nhắc lại thôi. Cái này mà nếu mà người nào chưa nghe bữa hổm thì thấy kỳ cục lắm. Thấy không? Chẳng hạn như tôi mà thuyết cho quý vị nghe thì quý vị mà thấy rằng có cái tôi ở đây đang nói và quý vị đang nghe, chứ tổ nói như thế này ha, quý vị đang nghe cái tôi trong tâm của quý vị thuyết, tức là ông thầy Pháp Quang trong tâm của quý vị thuyết chứ không phải ông Pháp Quang ở ngoài, và tôi đang thuyết cho những quý vị nằm trong tâm tôi nghe đó. Tức là vậy đó, tức là thực sự nào chúng mình không có thật, cái tâm mình nó hiện hết á, thấy không? Hiện hết đó, thực sự mình nghe cái gì, mình nghe cái ông Pháp Quang trong này thuyết mà. Hay cũng như tôi đang nói cái gì mà thực sự tôi thấy cái gì nằm trong mông tôi và gì đó, đại khái tôi đang thuyết cho những người đó nghe đó. Tức là mình nói là khi mà nó nói cái này nó là gì lý duy thức, thấy không? Cái này mà hôm tôi nhắc rồi, nhưng mà đại khái là nó đang nhắc lại cho nó để mà ôm gì thôi ha. Thành thử ra ha, khi mình niệm Phật hay nhớ Phật thì tức là Phật trong tâm của mình, mình nhớ Phật trong tâm mình nè. Và ông Phật trong ở thế giới đó thì ông cũng đang bị dung chứa bởi cái mình làm động tâm ông, tức là nó có hai chiều, thấy không? Hai chiều, mình tưởng nhớ Phật
À, thì tự nhiên là trong trong ông Phật đó có một người đang tưởng nhớ ông đang hiện trong tâm ông. Dạ, tức là Phật cũng nhớ mình. À, đó là mình, coi mình đang thấy ông Phật ở trong tâm mình. Dạ. Đó, nó gọi là dung nhiếp hàm, dung tương ngại, không có chướng ngại, tương duyên, tương quan với nhau. Tại cái lực mình không có đủ để mình cảm thấy là ông Phật đang thấy mình. À, tại vì mình bị giới hạn bởi không gian, thời gian, cái cặp mắt mình nhìn nó không có vượt quá được 2-3 cây số. Mình mới thấy là mình mất cái tầm nhìn mình rồi. Cái tai mình nghe nó không quá được bao nhiêu cây số, nhưng mà thực sự ra nếu cái tai mình nó thính hơn thì nó nghe nhiều hơn, thực sự không có chướng ngại gì cây số không cây số, nhưng cái nhịp mình nó chỉ cho mình tới đó thôi. Nhưng Đức Phật là cái nhìn nó duyên dung vô ngại, nên mình đang tưởng đến ngài thì mình đã thấy là ngài đã thấy mình nằm trong tâm ngài, tưởng ngài rồi. À, ở đây thì mình chỉ cảm thấy là mình có thể Đức Phật không tưởng được là tại vì mình không thấy được Đức Phật, mình chỉ thấy Đức Phật trong tâm mình thôi. À, đại khái vậy. Tại nói vậy tu thấy dễ không? Lúc nào Đức Phật cũng trong mình lúc nào cũng trong Đức Phật thì chắc ăn rồi còn gì nữa không phải lo. À, quý vị cứ lo rồi không biết Đức Phật có thấy mình niệm không? Thấy không? Đức Phật thấy mình tu không? À, thường thường quý vị nghĩ vậy đó. Thật ra nhiều khi tôi hỏi, tu hoài rồi sao? Chắc ăn không vậy? Không. Ai cũng là không hết trơn, tôi hỏi bao nhiêu người rồi. Sao mà không ngờ là khi mình vừa khởi niệm cái là Đức Phật trong tâm mình đã, Đức Phật trong tâm thấy mình khởi rồi, tại vì ngài duyên dung mình thấy được rằng như là tôi người duyên trong này, tôi chỉ thấy trong này thôi. Thấy không? Như quý vị sự như thế vậy thì quý vị đang ở trong này, đang ở trong tâm thôi, nhưng mà cái tầm nhãn của Phật là duyên dung vô ngài trùm thế giới, nên hãy chúng sanh khởi một cái niệm là đều nằm trong ngài, thấy một người khả năng khởi niệm hết á. À, mình không thấy, mình chỉ thấy Đức Phật do cái niệm mình khởi thôi, nó là một cái duyên dung, nó gọi là hai chiều. À, à, thành ra tất cả khi một hạt bụi, à, hạt bụi trong thế giới này, à, mà nó theo cái lý mà nó trùm khắp hết tam thiên đại thiên thế giới, trùm khắp hết tất cả vũ trụ Phật độ đó, à, thì mười phương Phật độ, mười phương tam thiên thế giới đều có cái tướng hạt bụi này hết. Đồng lúc hạt bụi này có tướng của mười phương thế giới. À, tức là trong cái này nó là sự đi theo lý gì, lý trùm khắp nên sự có đặc tính của lý. À, mà vì sự không phải là lý nên nó vẫn là trong thế giới này. À, thì hiểu được hai cái đó thì bắt đầu là mới nói tới cái bao nhiêu cái pháp quán mà duyên dung vô ngại sau này. Bây giờ tới cái thứ ba. Sự hàm dung lý sự vô ngại. À, tức là sự gặp những lý sự của bạn qua mình học rồi, cái bản thể chân lý và sự việc bản thể nó là một. À, tức là tất cả các vật đều là lý hết chứ không có gì là sự hết, mà đồng thời tất cả các vật đều là sự hết mà không có gì là lý hết, là hôm qua đã mình học rồi. À, vì do cái nguyên tắc mà lý sự vô ngại đó, nên một pháp vừa là lý vừa là sự nên nó không có chướng ngại nào trong cái sự tương dung tương nhập tương quan với nhau hết trơn á. À, mà do như vậy đó nó mới có bốn cái điều nó sẽ xuất hiện cho mình. À, mỗi và một pháp á, à, là điều chứa tất cả những cái pháp khác nằm trong cộng. À, chẳng hạn như bây giờ mỗi một cái pháp này là chứa hết tất cả pháp khác nằm trong cộng, vì bản chất nó nằm vì nó tức là lý nên nó chứa hết. Vì trong cái này đều có lý hết nên nó chứa hết. Và đồng thời, đó, tất cả pháp khác, phải đồng thời vì nó là sự nên nó không phải là pháp khác. Không? Tại vì khi sự là nói gì mình nói cái tướng hôm qua là sự là do sự phân biệt, tướng này khác. Không? Nên nó là không có bác ngồi cái gì. Bữa nay nếu mình có không biết giải được cái luật tướng nhân dung không? Nó được giải tới luật nhân dung á thì bởi vì sao rõ cho nó cái này hơn. Không? Cũng như hôm qua mình nói cái phần một phần của luật tướng nhân dung á, cái cột nhà là cái nhà. Hai là miếng ngói là cái nhà. Miếng ngói nó thành cái nhà chứ không phải là miếng ngói là cái nhà là cái nhà nữa, mà miếng ngói là cái nhà, cái thảm là cái nhà. À, thì đạt được định đoạn đó thì mới duyên dung được. Giờ mình từ từ mình nếu mình học được tới được thì mình sẽ học cái đó thì nó sẽ rõ này hơn. Thì giờ mình tạm nhận chấp nhận là do cái sự lý nó không có chướng ngại nhau, trong sự có hàm nhiếp lý. À, mà nó không phải là lý bởi thể bản thể nó là sự. À, vì nó có hạn cuộc nên mặc dầu nó đứng ở đây nó nhỏ như vậy đó, mà toàn bộ thế giới chứa trong nó mà nó không có bự ra. Đó, mà đồng thời khi nó chứa tất cả thế giới thì tất cả thế giới đều chứa nó.
hay mà nó không phải đi tới mấy thế giới khác nữa, thấy không? À, không cần phải tới thế giới đó mà tất cả thế giới thành ra mình vừa tưởng Phật là chứ Phật đã thấy mình, mà không cần phải gặp cũng Phật trước mặt. Cái cảnh giới Đức Phật là như vậy đó, thấy không? Thành ra nó nói là khi toàn thể pháp giới trùm khắp các pháp, tức là chứa hết trong cả pháp đó, thì một hạt bụi nhỏ xíu tức là vi trần này thì cũng có hết tất cả trong pháp. À, và tất cả những cái pháp đều chứa hết tất cả các pháp, mà đồng thời chứa luôn cả hạt bụi đó. Thì nói tùm lum tùm la vậy đại khái là một cái nó chứa hết tất cả các khác, tất cả các khác chứa hết nó. À, nó nằm hết trong tất cả các khác. À, và tất cả các khác nằm trong nó. Thành đó hồi xưa mà lúc mà hoàng đế vào Tắc Thiên á, cái Pháp Tạng là pháp sư của vào Tắc Thiên, thì ngày giải kinh Quang Nghiêm, không mà Pháp Tạng là tổ thứ ba mà giảng tiên Quang Nghiêm cho tôi, vợ Thất Tiên nghe, thì vợ Thất Tiên nói ngài giảng như là đệ tử bây giờ nghĩa là thốt triệt nhân lý hết rồi, nhưng mà vợ Thất Tiên không mường tượng được làm sao mà nó làm được như vậy, chứ nó hiểu thì hiểu nhưng mà không thể tưởng tượng được, thấy không? Thì xin ngài dùng cái trí tuệ của ngài, ngài làm một cái gì để mà làm rõ được cái đó cho đệ tử hiểu, tức là minh dụ, tức là một cái thí dụ nào đó để cho mình nhìn cái đó mà dễ hiểu, không? Thì ngài tạm đó được rồi, để cho nghĩa là tôi một thời gian để mà tìm cái cách để minh dụ tức là làm rõ, làm ví dụ để rõ ra. Thì ngày về ngày lập toàn là bằng kiếm hết, bằng kiếm hết, tinh tầng của bằng kiếm, trung quanh bằng kiếm hết, nghe không? Rồi cái bắt đầu nói là bây giờ đã xong rồi, thì mời bệ hạ lên đây thì tôi nói một cái, một pháp nó dung nhất tất cả các pháp, mà trong khi nó dung nhất hết tất cả các pháp trong động á, thì một hạt bụi cũng dung nhất nó. À, một hạt bụi cũng dung nhiếp nó, tức là một hạt bụi nó dung nhiếp nó, tức là nó đã dung nhiếp hết tất cả các pháp. Một hạt bụi ở ngoài nó lại dung nhiếp nó, tức là trong hạt bụi vừa có đó mà vừa có tất cả các pháp. À, mà tất cả các pháp trong này đó, mỗi pháp lại dung nhiếp cả một thế giới trong người nữa. Thì trong cái hạt bụi này nó vừa dung nhiếp thằng này mà thằng này nó đã dung nhiếp hết tất cả các pháp, mà trong mỗi pháp gì nó lại dung nhiếp tùm lum tùm la hết, nó dung nhiếp cả hạt bụi. Thì trong các pháp này nó lại có cái hạt bụi này trong này nó được dung nhiếp, nó không biết thế nào cũng được. Thì ông giải thích bằng lý bằng đồ đàng hoàng cái rồi cái bảo lên nó được, cái ông dẫn vào trong cái phòng hai phòng chung quanh bằng ông mới đem một cái tượng Phật ông để giữa phòng ra, rồi ông nói bây giờ bằng hậu coi đi, bằng đế coi đi, rồi bằng đế sẽ hiểu. Bằng đế ông coi rồi hỏi giải thích chấp nhận ha, vì một tấm gương á nó chiếu ông Phật ha ha, rồi chính tấm gương có ông Phật đó là bị cái gương khác nó nhiếp vô là trong cái gương khác đó lại có một cái có tấm gương có ông Phật. À, rồi cái tấm gương có ông Phật đó lại nhiếp ngược vô đây. À, thành ra trong này nó không biết chứ là bao nhiêu tấm gương có ông Phật, và tất cả những tấm gương đó đều có Phật, đều có trong này hết. À, không có gì loại trừ loại khỏi nó nữa, tại vì mỗi tấm gương có một ông Phật, mỗi tấm gương ông Phật, thì thằng này cái gương này nó vẫn có mỗi tấm gương có một ông Phật, mỗi tấm gương có ông Phật hết. À, và chính ngay trong tấm gương có ông Phật nó lại chiếu hết tất cả tấm gương có Phật này vào trong đó luôn. Thành ra nhìn trong này là trong tấm gương có Phật nó lại có toàn bộ những tấm gương có Phật, tức là nó nhiếp vô tận vô cùng luôn. Thì hoàng hậu Tắc Thiên thôi không nói nữa, đó là một cái minh dụ. Bà sẽ nói là khi mình muốn nghĩ hay mình làm cái gì thằng này nó đang nhiếp mình hết á, đó là tấm gương mà nghe không, nó không nhiếp mình này, nhưng mà vì cái bản thể của mình không có xuyên thấu được cái này, người không thấy. Nếu bản thể thành ra mình cái thấy mình phải nhờ dụng cụ. À, nếu mà tôi đổi cái mặt này bằng mặt gương á thì mình sẽ thấy mình nhiếp trong này vậy thôi, thấy không? Tại vì mình không có khả năng để mình xuyên thấu cái này mình thấy, nên phải dùng cái dụng cụ đó là mặt gương để mình thấy. Nhưng mà thành thử ra nó nhiếp thật, thấy không? Thành ra chư Phật đâu cần dụng cụ, chư Phật nhìn vô ra sẽ thấy thật, và mình phải cần có cái mặt gương thì mình mới thấy, thấy không? À, thì đây đến ra đây là vì sự hàm nhiếp cả lý sự vô ngại. À, nên là sự thì nó là phân biệt giữa cái này cái khác, nên một sự như cũ. À, tức là một sự có hạn chế, cũng như cái này nó hạn chế, nó không đi đâu hết trơn á. À, mà trùm khắp và phổ biến. À, rộng rãi khắp cả mười phương. Tức là như một cái gương đang đứng gì trên chiếc cũ, không có thay đổi gì, không đứng gì hết trơn á. À, mà chứa hết tất cả những cái trong đó, mười phương tất cả những gương chứa trong đó hết. Là cái gì ý gì đó, vậy thôi, đây là cái minh dụ để mình nói rằng là cái tính khả tính mà thu nhiếp này nó thấp cả mọi phương là có thật. Ha, vì hiện tại bằng những cái minh dụ bình thường mình vẫn thấy. Vậy đó, khi mà Đức Phật
không tâm không còn cái chướng ngại che ngăn nữa, tức là ngã tánh đã biến mất, thấy không? Thì giống như trong tấm gương tròn sáng này, các thiên hà vũ trụ đại địa nó sẽ chiếu hết người trong này, ta sẽ thấy cùng một lúc như vậy. Nhưng mà khi mà nó chiếu như vậy thì không làm mất đặc tính của nó, tức là nó vẫn là cái gương nên nó cũng không lớn ra, ha, tức là nó vẫn giữ vị trí của nó là cái hạt bụi, nó không có lớn ra, ha, và toàn bộ những cái khác không phải nhỏ lại để mà nhét vào nó, cũng như cái gương nó chiếu hết một cái gương khác bằng nó trong này, mà cái gương khác không cần phải nhỏ, ha, đại khái ý của nó vậy đó, vì sự tức là nhỏ mà lý là lớn, mà hai cái nó vô ngại với nhau, nên cái nhỏ vẫn chứa được cái lớn, mà cái nhỏ không phải bự ra, ha, cái lớn nó chứa hoàn toàn cái nhỏ, mà cái lớn không cần phải nhỏ lại. Đó, một hồi cái gì học tới cái pháp quán của bạn hiệp tự tại đó thì nó sẽ nói chân lý đó. Hay vì sự nó hàm dung hết tất cả các lý sự nên toàn bộ pháp giới sẽ nằm trong một cái. À, đó. Đó là cái cú cánh của Phật giáo đó. Giờ người nào biết mới mới đắc đạo phải nhìn hạt cải à. Có ai này nhìn hạt cải và thấy toàn thế giới chưa? À, chắc là nhờ cái truyền hình quá. Truyền hình đó mình nên nó chiếu đủ chiếu chuyện rồi đó, nhưng mà nó chưa hết. Hết thành phố thế giới nó mới chiếu qua nước Mỹ à. Dừng người ta truyền hình nó cũng là hình thức hàm dung và chiếu cái pháp giới đó, nhưng mà nó phải dùng cái phương tiện. À, cái phương tiện đó là những hạt điện tử, những từ trường, những gì của nó đó. À, cái phương tiện đó dùng phương tiện thì nó vẫn hiển dụ được cái đó. À, mà sư tôi coi đó, nó nói sao học kỹ thuật á, nó làm cái người ta thành thiệt luôn á, hình ba chiều á, nó chỉ để người ta cái lòng nó điều khiển đó, vá truyền hình sau này đó, nó không có ba đèn mắt gì nữa, nó nằm dưới đất như nè, sao bây giờ nó kịch cái rồi chiếu thành người thiệt ba chiều, sau này nè, đứng lưng này cũng nói chuyện hiện ra người thứ hai nói chuyện gì đó, thì thấy trong cái phim học tưởng nó nằm chưa? Phim 3D, mà nó không phải là cái màn ảnh đó nha, nó chỉ là mặt bằng thôi, thấy không á? À, bây giờ thầy dẫn kịch cái rồi nó sẽ phóng lên với những cái chùm ba chiều, cái là người ta hiện đó thì người ta hiện màn ảnh, làm ba chiều trong màn ảnh cũng được, mà nó may nó hiện như thật vậy đó. À, bây giờ xưa tôi coi cái phim mà bên du lịch Mã Lai Á đó, nó có chiếu cái đoạn buổi tối đó, bắt đầu nó dùng cái đèn nó rọi vô cái những cái tia nước phun phun như này. Thì biết không, thấy ra mấy gì kia đang nói chuyện ba chiều không à? Tại vì nó rọi bằng cách nào không biết, nó rọi bằng cách nào đó mà thấy hình ba chiều. Tức là không có hình ảnh, chỉ có những giọt nước phúng gì thôi. Rồi nó chiếu ánh sáng sao đó, thấy đổi cái hình lên ba chiều. Tắt đèn hết, mà không thấy gì hết. Đó là một cái bối cảnh ở Mã Lai, họ đang làm mà nổi tiếng lắm. Nhưng mà ai qua ta cũng tới đó, ta có. Chiếu nước hay phải không thầy? Ờ. Nước không à? Thì sau này nó vậy đó, tức là nó sẽ hàm dung hết tất cả những cảnh giới bằng sự thật cho mình trong một cái nhỏ xíu vậy đó. À, nhưng mà họ phải dùng dụng cụ, nhưng mà còn mình dùng cái tâm, dùng sự giác ngộ tự động mình thấy. À, họ phải dụng cụ để mà hiển thực sự nó nhiếp thật. Nó nhiếp thật nhưng mà tại vì mình không thấy, cũng như nó nhiếp như đây thật mà không thấy. Bây giờ phải dùng một dụng cụ nào đó để con mắt mình có thể cảm nhận được, cái tai mình có thể nghe được, cái mũi mình có thể ngửi được, phải không? À, từ từ nó mới hiện cái đó ra. Nếu mà nó không có thật thì làm sao hiện được, ít nhất nó đã nó có rồi nhưng mà nó không có cái công cụ để nó thấy thôi, thành nó cũng dùng cách này dùng cách kia để hiển ra cho mình. Khi mà chấp nhận là sự hàm dung lý sự vô ngại đó, thì tư tổ nó sẽ có bốn vấn đề xuất hiện ra, và bốn vấn đề này mình phải chấp nhận. Đó là một nhiếp một, đó là một cái này một sự nó nhiếp một sự. Tất cả nhiếp một, trong khi nó nhiếp một cái thì tất cả những cái mà nó nhiếp một cái thôi chưa nhiếp hết, thì tất cả những cái khác nhiếp nó hết, tức là trong tất cả những cái khác đều có nó. Rồi cái đó là giới thứ hai. Giới thứ ba là tất cả trong tất cả, trong khi đó đó thì nó thay vì nó nhiếp một thì tất cả sẽ hiện trong nó hết. Thì nó bốn giới là một nhiếp một trong tất cả, rồi tất cả trong một, một trong tất cả và tất cả trong tất cả. Đó là cái chân lý của vô ngại là gì đó, tức là một với tất cả bản thể nó không có còn gì, nó còn chướng ngại hơn nữa. Thành ra bởi vì tu một pháp mà thành tựu tất cả các pháp, cho nên lục tướng nhân dung nó mới nói đó,
khi mà thành tựu hành trì một đức hạnh, khi một đức hạnh được hoàn hảo thì tất cả sẽ hoàn hảo. Thành ra có nghĩa là không cần phải tu nhiều, tại vì một đức hạnh nó nhiếp hết tất cả pháp trọng trọng rồi. Mà đức hạnh nó là thiện, thành ra tất cả pháp thiện đó, khi cái thiện một thiện thành tựu thì tất cả thiện nó phải tương quan. Các thiện sở dĩ thành tựu được là nhờ thằng thiện khác ở ngoài làm tương quan nó mới thành tựu được. Nếu có một thằng ác thì thằng thiện này sẽ không thành tựu. Nên khi đã thành tựu thiện thì toàn bộ thiện thành tựu. Thấy không? Dạ, sao con nói sao? Ví dụ như là mình hay niệm Phật A Di Đà. Hả? Niệm Phật A Di Đà thì đúng rồi. Thầy nói như vậy tức là như là mình có thể là mình như là Đức Phật Dược Sư cũng có thể ở trong này, Đức Địa Tạng ở trong này, nếu mà mình cứ chuyên tâm niệm mà mình nghĩ rằng là Đức A Di Đà sẽ chữa bệnh cho mình thì có phải thầy nhá? Nhưng mà con phải thấy được là cái thiện của A Di Đà là cái tự, nó cái thiện của Đức Sư nó nằm tương quan để xây dựng thành Đức A Di Đà. Thì chẳng hạn như mình nói một cái thiện này nè, nó được nhiều cái thiện xung quanh đổ sung cho nó, thấy không? Nhưng mà chị hạn cô thấy cái thiện này nó thành tựu chỉ do ba cái thiện thôi. Chẳng như là cô chỉ thấy cái thiện thành tựu là giới định tuệ thôi, thì cô thành tựu cái này thì cô thành tựu được giới định tuệ chứ không thành tựu cái khác ngoài cái này. Tại vì ba thằng này là cái vật chân để thành tựu cái này. Còn bây giờ cô nghĩ là cái thiện của Đức A Di Đà là do cái công đức ba la mật về trị bệnh, do công đức ba la mật về cứu khổ cứu nạn, do công đức ba la mật độ địa ngục, do công đức ba la mật cái này mà thành ra Đức A Di Đà thiện. Thì khi mà cô tu A Di Đà mà cô thấy những công đức xây dựng để thành A Di Đà là gồm tất cả những công đức vừa trị bệnh được, thì lúc đó đó cô niệm A Di Đà thì mới có công đức của trị bệnh vào. Còn tôi có nghĩ là nếu mà cô thành tựu A Di Đà bằng do công đức giới định tuệ thôi thì cuối cùng nó chỉ thành tựu giới định tuệ mà không bao giờ trị bệnh được. Tất cả các pháp tương duyên tương quan nhau để thành một cái thiện. À, khi một đức hạnh thiện mình dùng những cái tương quan tương duyên để mình tạo được cái thiện của mình đó, thì một cái thiện thành tựu thì những cái tương quan tương duyên của nó phải thành tựu hết thì nó mới thành tựu. Cũng như mình sẽ giải cái nhà nè, thấy không? Nếu cột kèo gì gì vậy tạo thành cái nhà thì khi nói cái nhà là phải nói tất cả mấy cái đó phải trọn vẹn trong chức vụ của nó thì cái nhà mới thành. Trong cái đó nếu mà nó không phải là cái cột nữa thì cái nhà nó không có thành. Coi không? Thành ra quý vị nhiều khi mình niệm A Di Đà mà chỉ có giảng sanh thôi mà cầu cái gì cũng không thành, vì quý vị không thấy rằng A Di Đà là cái sự duyên khởi của tất cả công đức ba la mật của chư Phật. Quý vị chỉ thấy A Di Đà là một sự giảng sanh à. Thành thử ra cuối cùng là cái thiện để xây dựng cho A Di Đà, cái sự hoàn mãn của A Di Đà chỉ là một sự giảng sanh toàn diện. Do đó niệm hoài mà không bao giờ trị bệnh được. Cái thiện này nó chỉ xây dựng trên một cái cơ sở ha, là lòng tin của mình ha, là sự hành trì của mình và sự tiếp độ Đức Phật. Nên cuối cùng chỉ có ba cái này nó phát triển thôi, mà tất cả những cái khác là ẩn hết. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Thành ra muốn lấy công đức Đức Phật thì phải hiểu hoàn toàn về Đức Phật, hiểu hoàn toàn của Phật. Càng nhiều chừng nào, càng minh bạch chừng nào thì bao nhiêu công đức đó để xây dựng Đức Phật mình sẽ nhận được hết. À. Trước mỗi thời công phu, trước khi niệm Phật thì mình phải tác ý là mình nghĩ là Phật A Di Đà là Phật Dược Sư này, hay là không phải là ngay cái lúc mà niệm mà tác ý à, mà cái ý đó, đó là phải tác trong trước khi mình niệm, tức là phải hiểu rằng là Đức Phật A Di Đà bản thể là vậy, rồi vô cứ niệm A Di Đà bình thường thôi thì những công đức đó nó sẽ tụ lại, tại mình xây dựng Đức A Di Đà trên toàn bộ công đức của một vị Phật. Tức là A Di Đà có khả năng là cứu độ, có khả năng là trí tuệ độ sanh, có khả năng là thuyết pháp, có khả năng là vượt tham sân si, có khả năng là nhập định, có khả năng là phát sanh ba la mật, có khả năng, thành ra mình khi mình nghĩ hoài thì mình nghĩ Đức Phật nào cũng vậy, Bồ Tát và tu vậy cũng vậy, nó vẫn có, tại vì mình không bao giờ mình nghĩ riêng Phật cũng như là một vị cứu độ thôi, là rước mình về lạc thôi, thành ra mình tập hoài, cuối cùng không đức một không đức đó đâu. Công đức đó là do gọi là cái cảnh giới của mình phải vượt ngoài cảnh giới chỉ có sự cứu độ. Mà khi nó nhập vào trong tâm mình á thì tất cả cái gì mình niệm á thì mấy cái gì nhân duyên Đức Phật A Di Đà thành tựu bởi những duyên này. Nên khi thành tựu một pháp A Di Đà, những duyên này nó tự nhiên nó chứa trong A Di Đà và nó tác bực lại mình. Thành ra tôi nói quý vị mà niệm A Di Đà hoài mà vẫn cảm thấy là mình sanh phiền não thì đừng bao giờ niệm A Di Đà tính cách cứu độ, mà hãy niệm A Di Đà với tính cách là vui. A Di Đà đồng nghĩa vui. Hai giờ mình ngồi vui 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 rồi mình sẽ vui.
ha. Thì bây giờ đừng nghĩ nữa, sao giờ mình niệm vậy thì có rõ ràng là mình quên A Di Đà đi, mình chỉ nhớ cái vui ha. Bây giờ A Di Đà mình cứ tưởng tượng nhìn A Di Đà, à A Di Đà này vui ghê đó nha, bây giờ vui cứ ngồi tưởng tượng gì hoài vậy đó ha. Khi nào mà cảm thấy là A Di Đà bằng vui ha, thì lúc đó thay vì niệm vui vui không có niệm nữa, niệm A Di Đà Di Đà thì nó sẽ vui ha. Đó là nói với những người mà tu A Di Đà mà trở thành miền não đó, là một cách giờ phần não đó, tức là đồng nhất A Di Đà với một đức tánh hay là ngài ở đâu là sự an vui an lạc đó ha. Khi cái tâm mình bắt đầu nó khẳng định, tức là tâm mình phải có sự quyết định A Di Đà là đức tánh đó ha. Tại vì bản thể là cái vui nó trở thành đức tánh rồi ha. Mình vui mình đã hiểu, mình đã kinh nghiệm cái vui rồi, thành ra đức tánh là thành ra ngoài không thì là mình buồn quá vậy, buồn quá ngồi niệm vui ngồi nó sẽ vui nó sẽ vui mà không cần phải niệm gì hết đó, thấy không? À, chẳng hạn như là mình đó thì đại khái như vậy đó. Còn mình đang vui vẻ mình niệm giận giận hoặc là giận thiệt á. Thầy cho con hỏi, tại vì lúc mà mình dùng câu niệm Phật vậy là mình dùng tất cả các mọi phương tiện hay là chỉ vô những cái khóa lễ mình mới dùng được à? Thì tức là tùy theo cái sự ước ao của mình, sự mong đợi của mình, những cái sự mà mình nghĩ rằng đó nó làm tiến bộ có được mạnh thì mình áp dụng cái phương tiện nó vô Đức Phật. À, mỗi người niệm Phật nó sẽ có một cái cách để họ vào. Lúc nào mình cũng có thể niệm được không? Lúc nào cũng niệm được. À, lúc nào cũng đẹp được, và mỗi người dọn cái cách nào khác đi nữa vẫn đạt tiếng Nam thôi, là Phật thôi. Thấy không? Nhưng mà người trong cái tướng Phật đó là sự vui thì họ sẽ vui. À, người tiếng Anh Phật là sự giáng sanh thì họ giáng sanh. Người tiếng Anh Phật đó tượng trưng cho là bao nhiêu công đức trị bệnh thì người đó sẽ được trị bệnh. À, còn mà người niệm Anh Phật chứ vừa là an vui, vừa là giáng sanh, vừa là trị bệnh thì có đủ tất cả công đức đó hết. Còn trong một niệm đó mình có thể suy tưởng hết tất cả công đức của Đức Phật trong một niệm luôn. Đúng rồi. À, thầy đã nói nó phải học Bồ Tát Đạo á, tại vì Đức Phật là từ Bồ Tát Đạo mà thành. Từ một vị Bồ Tát mà thành, mà Bồ Tát làm cái gì là điều nghĩ tới chúng sanh, mà bao nhiêu đời làm hạnh bố thí, làm hạnh trí tuệ, làm hạnh cứu độ, thành ra trong bản thể Đức Phật nó có đủ tất cả các hạnh, mình chỉ cần hiểu vậy thôi à. À, mình hiểu vậy là mình phải hiểu Đức Phật đúng nghĩa là một Đức Phật. Chứ bây giờ mình hiểu Đức Phật theo một cái phương diện thiên chấp là cứu độ. Thấy không? Thành ra mình hiểu được một phần của Đức Phật thôi. Thành ra những năng lực khi cái thiện nó thành tựu thì cái nhân duyên mình kết tạo Đức Phật là một cái nhân duyên về sự cứu độ và lòng tính thành. Thành thử ra nó chỉ có cái tính thành cứu độ nó xuất hiện thôi à. Còn bây giờ mình thấy Đức Phật trong một cái biểu dung là viên dũng viên mang giải thoát từ đầu đến cuối, gồm tất cả những công hạnh, những cái trí tuệ. Thành ra mình xây dựng Đức Phật bằng những nhân duyên đó, thành ra mình thành tựu nhân duyên Đức Phật thì những nhân duyên đó phải thành tựu. Cho mày đã nói nè, một cái thành tựu là thành tựu tất cả những cái đức hạnh thành tựu đức hạnh. Nhưng mà trong này nó nói là vì cái pháp nhân duyên sanh nên những đức hạnh đó là những đức hạnh để xây dựng cái đức hạnh mình đang tập. Thành thử ra mình phải thấy Đức Phật hoàn toàn diện tất cả công đức á, tức là đang xây dựng Đức Phật trên cái diện đó. Thì khi mình thành tựu Đức Phật này nè, thì tất cả những cách khác nó phải thành tựu thì Đức Phật này mới thành tựu được. Thành thử ra mình thành tựu cái niệm Phật thôi, thành tựu cái dính mắt ngày, nhưng mà bao nhiêu công đức đó là nó tập trung trong trống phẩm hết. Thấy không? Nó thành ra không phải là câu này, ý nó nói ra cái câu này đó, tức là thành tùy các đức hạnh. Khi một đức hạnh được hoàn hảo thì tất cả sẽ hoàn hảo. Tức là đức hạnh trong nhân duyên. Không có nghĩa rằng cái nhân duyên mình ít á thì mình chỉ thành tựu ít, chứ không phải là mình thành tựu hết, thấy không? Trong này nó mới hiểu lầm á. Bây giờ mình niệm Phật đi, mình niệm Phật rõ ràng là tướng, không cách nào thành tựu vô tướng nếu mình không áp dụng cái vô tướng vô Đức Phật. Khi nghĩ Đức Phật là một cái có nhân duyên vô tướng vô đó, thì khi thành tựu Đức Phật á, cái tâm mình cứ nghĩ Đức Phật vô tướng thì tự nhiên không đức cái vô tướng nó sẽ phụ trầm mình, và mình sẽ hiểu rằng Đức Phật chỉ là vô tướng thôi. Thành tựu trong này nó nói là thành tựu tất cả đức hạnh trong một đức hạnh một cách hoàn hảo, tức là những đức hạnh này là nhân duyên để xây dựng cái biểu tượng mình tu. Thấy không? Nếu trong biểu tượng mình tu thiếu một nhân duyên đó thì mình có một đức Phật khác, là Đức Phật thiếu một nhân duyên. Thành ra mình chỉ thành tựu những nhân duyên xây dựng đó thôi. Thấy không? Chứ hạn như mình niệm Phật chỉ để xuất hồn xuất vía thôi thì nhân duyên giảng sanh không bao giờ bắt sanh được. Thấy không? Là nó sẽ thành tựu những khi mình thành tựu được Đức Phật đó là mình thành tựu được sức hồn, sức chía, sức gì đó đầy đủ hết. Những cái nhân duyên nó xây dựng Đức Phật theo chiều hướng sức hồn, sức chía. Thấy không? À, thành thử ra, nghĩa là trong này nói một đức hạnh mà thành tựu tất cả đức hạnh, tức là tất cả đức hạnh đó đang là nhân duyên để thành tựu Đức Phật đó. Thành ra cái nhân duyên mà để cho Đức Phật được tất cả những thiện hạnh, được tất cả công đức là mình phải áp đặt vô trong cái nhân duyên của Đức Phật. Ý câu hỏi cho biết không? À, thành ra mình hiểu Đức Phật càng nhiều
mình chấp nhận Đức Phật nó dung nhiếp tất cả thiện pháp, thì lúc đó mà nhân Phật mình mới được cái nhân duyên đó, thì mình thành tựu Đức Phật thì mình được nhân duyên đó, mình đồng thời được nhân duyên giảng sanh luôn, là tại vì Đức Phật sanh đặt có nằm trong những nhân duyên đó luôn. Thà khi mà thành tựu được nhân duyên giảng sanh thì tất cả những nhân duyên đó là một nhân duyên kết hợp, mà là mình thành tựu tất cả nhân duyên khác, cũng như là cái nhà là nhân kết hợp ha. Nhưng mà mình nói là cái cột vẫn là cái nhà, tức là mình khi mình nhìn thấy cái cột là cái nhà thì toàn bộ cái cột nó nhiếp cả ruồi cả mè cả hết, chứ không cần phải lấy cái nhà nữa. Cho nên thì thành phần trong cái phần mình những phần giảng sanh nó là một yếu tố của Đức Phật trong toàn bộ cái phần. Nhưng mà khi thành tựu được cái niệm Phật mà giảng sanh, nó làm cái nhân duyên trong kia, thì cũng như cái cột á là một thành phần cái nhà thôi, mà nó tượng trưng cho cái nhà, thì lúc đó cái ruồi cái mè cái đồ nó nhiếp trong này hết, nó nhiếp trong này hết, tại vì nó là cái nhà. Thành ra khi mà đạt được cái gì đó thì toàn bộ tất cả công đức nó nằm trong này hết luôn, là mình có hết tất cả những sự cầu mong đầy đủ gì đầy đủ hết trong này, vì Đức Phật nó bao hàm hết tất cả các hành nguyện, thấy không? À, vì cách vậy đó thì bây giờ sẽ không có bỏ cái pháp, không sẽ chạy lùm tùm lum tùm la, mới đang tập nghe nói tập thiên tụ thiên nhãn đại bi rồi gì đủ việc nghiệp trời đủ hết rồi, là nhảy qua tập thêm để vào thêm, rồi bắt đầu gặp người kia ông nói trời thiền định tâm an lạc, không biết gì tùm lum tùm la, nhảy qua tập thiền định rồi giờ biết không biết là ngay cái Đức Phật mà nghĩ là Đức Phật phải là đại trí tuệ, đại tam muội, đại thiền định rồi, thấy không? Thì bây giờ khi mà biết công nhất đại thì bây giờ niệm Phật thì cái đại muội thiền định nó nhiếp cho mình, thì nó thành tựu cái niệm Phật mà xây dựng là bằng tội Đức Phật, thì tự nhiên đại tam muội, đại thiền định trong Đức Phật nó sẽ thuộc về mình. Tại trong đó nói là vì mình xây dựng Đức Phật trên nhân duyên những cái đó, thấy không? Thành cái câu này thì nói chung, nhưng mà khi mà tôi tổ nói là sở dĩ mà giảng về luật tướng